Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với bạn cái tủ của cái thang máy nha các bạn. Đây là cái thang máy nha. Đây là cái thang máy nha các bạn. Đây nó có hai. Đây là cái nút bấm lên nè. Lên lên nha. Lên lên các bạn. Xuống nha các bạn. Rồi, đó. Đây là cái thang máy nha các bạn. À, chỉ cho các bạn coi cái tủ điện của cái thang máy nha các bạn. Cái tủ điện của nó rất là rất hay nha các bạn. Nè, chỉ cho các bạn coi nha. Đây là cái hầm thang máy nha các bạn. Đây, cái hầm của thang máy. Ở trên nó có cái motor rất là khủng để kéo cái thang này lên trọng lượng 2 tấn nha các bạn. Lượng nó tới được tải được 2 tấn nha các bạn. Đó, trên này là có cái motor nha các bạn. Từ cái này. Đó. Cáp nữa nha. Cáp nhìn nó rất là mỏng manh nha các bạn. Tải được 2 tấn nè. Đây, cái hố cầu thang. Bạn coi cái này nha. Rồi. Mình sẽ cho các bạn coi cái tủ điện nha các bạn. Nó luôn có một cái bảng hướng dẫn quy định nơi an toàn nha các bạn. Này là thang máy công nghiệp nha bạn. Rồi mình sẽ mở cái tủ điện này cho bạn coi ha. Đó, nhìn đó. Rất là hoành tráng nha bạn. CB nè bạn, 30 A ha. Nó có một cái cục biến điện bên đây. Cái này là những cái cục chì nha bạn. Nguyên một cái nồi chí chích điện nha. Chí chích điện này. Bên đây cũng là cái này cũng không biết là cái gì. Đó. Làm rất là đẹp ha. Dây điện đi rất là gọn ha. Dây điện đi rất là gọn gàng. Bên đây này có cái hộp gì nha bạn, có cái lò xo ở trong nha bạn. Này nó có cái nút ha, ra cái công tắc cái nút ở ngoài nha bạn. Đây cái nút này đỏ xanh vàng, đỏ xanh vàng các bạn. Rồi các bạn nhìn sơ qua cái tủ điện này ha. Đó. Dây nhỏ rất là gọn gàng các bạn. Đó là rất là chuyên nghiệp ha. Vô có 4 dây nha bạn. Ngoài vô nó có 4 dây chính nè ha. 4 dây màu đen nè. 3 dây vô đây, 1 dây. Dây đi xuống như này. Như này ha. Và cái gì ngay đây không biết. Cái gì cũng như cái mát như vậy.
này có bóng đèn trong đó là cái gì không hiểu, bóng đèn này là bóng đèn gì nha. Dây điện này đi rất là gọn gàng đẹp nha bạn. Tủ điện của cái thang máy nha các bạn. Ở trên vô là 4 giây thì ở xuống ra cũng là 3 giây các bạn. Ở đây số dây ở đây chằng chịt ở đây nữa ha. Rất là nhiều dây điều khiển ở đây. Nó chỉ có đơn giản là nút tắt ha, tắt mở rồi 1 rồi 2 ha, rồi nó có thêm mấy cái gờ le nữa mà, đây là mấy cái gờ le để ngắt này mà, gờ le để ngắt cái lên xuống này mà, đó. Gờ le ở đây để ngắt này ha. Tường kéo dây lên nha. Rồi. Ở dưới này cũng có hai cái gờ le nha bạn. Có hai cái gờ le nằm dưới này. Hai gờ le nằm đây ha. Nằm phía dưới nè. Có dưới này. Có thanh này. Xuống tới dưới này. Bình hai bên là bình dầu này, bình dầu giống như nó trời nó trơn cái thanh sắt này, nó êm nè, thanh sắt này đại lên để xuống cho nó êm. Đó. Nó có thêm một cái gờ le cửa sắt nữa rồi. Gờ le này cái cửa sắt đóng vô thì mới bấm được, nhưng mà ở đây người ta lấy cái kẽm người ta cột lên luôn các bạn cho nó thuận tiện. Đây là le này để như mình đóng cửa thì nó đóng cửa sắt thì vô, kéo cửa sắt này thì mới sử dụng được, thì mới bấm lên xuống được nha bạn, mới bấm nút này được. Đó. Thì cho các bạn coi lại cái tủ điện của cái thang máy ha bạn, rất là đẹp nha, quá đẹp. Rất đẹp, toàn cảnh rất đẹp. Tối sáng ra, mở sáng ra cho bạn coi. Ba cái nút này, cái hướng dẫn sử dụng này. Sáng gần thì nó sáng hơn, đen thì đỏ, gì trắng, gì xanh. Xanh mà có xanh lá, xanh nước biển nữa ha. Rồi, đủ màu ha. Đủ màu luôn ha. Cái này bạn nào mà làm về điện, học điện thì mấy bạn mới làm được ha. Cái CB 3 pha này bạn. CB 3 pha này bạn. Cái này cục điện áp nè. Trong đây nó có một thiết bị gì ở trong này, trong đây có một cái cục gì trong đó nữa.
Rồi mình sẽ mở hoạt động cho các bạn coi ha. Đây, nút này nút stop ha. Rồi le đánh cạch cạch các bạn nghe không? Đó. Đó, stop là cái nút xanh sáng này các bạn. Bấm stop này. Đó. Cái mình đang bấm stop nha các bạn. Stop. Cái nút xanh nó kêu cạch cạch ha. Đó. Cái đèn xanh á, đèn xanh của cái lò xo kêu cạch cạch ha. Rồi số 1 này. Số 1 là hiện đang lầu dưới nha bạn. Giờ bấm lầu 2 nha. Bấm lầu 2 coi cái gì sẽ ra nha. Đèn lên sáng nha bạn. Ba đèn lên sáng lên ha. Rồi, để coi nó cúp rờ le rồi nó sẽ như thế nào ha. Le nó ngắt thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Le nó ngắt thì nó sẽ như thế nào nha. Bạn chờ coi nha. Nó ngắt thì sao nha. Đó, ngắt thì nó ngắt cái đèn đi nha các bạn. Ồ, rất là hay ha. Stop này bạn. Rồi hôm nay giới thiệu với bạn vậy thôi ha. Này mình bấm thang máy lên nè các bạn. Đây nó có cái đèn, cái đèn hư ha, cái đèn nè các bạn, đèn này bị cháy ha. Mình đóng cửa vô cái đèn này sáng lên nha các bạn. Đóng cửa thang máy này vô thì cái đèn này sáng nha. Cửa này hư nè, cửa này nó bị kẹt cứng ha. Rồi chào các bạn nha.